nhiều trạng thái rối loạn tâm thần đã được hình thành và phát triển ở trẻ nhỏ và tuổi vị thành niên. Những trạng thái này liên quan mật thiết với sự hình thành bộ não và thể chất đứa trẻ cũng như các hoàn cảnh sống trong gia đình từ bé. Cũng rất nhiều rối loạn đặc biệt là các phản ứng về mặt cảm xúc, hành vi của bệnh nhi có liên quan tới các sự kiện xảy ra như đi học, thay đổi trường lớp, thầy cô, bị trêu ghẹo, bị hù dọa, ngược đãi căng thẳng trong kỳ thi hoặc hoàn cảnh gia đình bị xáo trộn cha, mẹ ốm đau, ly dị. Những rối loạn tâm thần ở trẻ em trước 6 tuổi do S. Ưu ừ, phát triển cơ thể, ngôn ngữ, vận động và tính cách của trẻ ở lứa tuổi này diễn ra nhanh chóng. Khi được 8 tuần bé đã có thể thể hiện nụ cười trên môi và ánh mắt, vào khoảng 6 tháng tuổi bé có thể đáp ứng những cử chỉ tình cảm âu yếm của mẹ và các thành viên khác trong nhà. Lúc này em bé cũng có thể đã cảm thấy buồn khi bị đói, ốm đau hay bị tách rời mẹ. Các đứa trẻ chậm phát triển tâm thần thường có biểu hiện sớm như ít vận động, kém phát triển ngôn ngữ, không phân biệt được lúc được bế lúc không được bế, không có các đáp ứng tình cảm. Trẻ bị rối loạn tự kỷ thường hay biểu hiện bất thường trong mối quan hệ xã hội không có giao lưu tình cảm khó khăn trong giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ, thu hẹp các hoạt động và sở thích, chậm phát triển tâm thần bao gồm những tổn thương sâu sắc về mặt trí tuệ, chỉ số trí tuệ IQ dưới 70. Chậm phát triển tâm thần được phân loại theo mức độ nhẹ, vừa, nặng, trầm trọng, các hoạt động rất nghèo nàn, thụ động, thường có các thiếu sót, dị tật về thần kinh, cơ thể đi kèm. Trẻ em không có những rối loạn thực thể đường tiết niệu mà đái dầm ban đêm hoặc đái ra quần ban ngày ít nhất 2 lần trong một tuần. Sau khi đã được hơn 5 tuổi thì được chẩn đoán là rối loạn chức năng đường tiết niệu đái dầm hiếm khi rối loạn này còn tồn tại đến tuổi trưởng thành việc tái phát triệu chứng này thường gắn với căng thẳng tâm lý khó khăn tình cảm hoặc ngủ nơi lạ rối loạn đại tiện nhiều lần ra quần không phải là lý do hiện tượng này thường do không muốn đi đại tiện lo lắng thái quá bị xử phạt trong thời kỳ tiểu học trẻ em phát triển về hình dáng sức khỏe sự nhanh nhẹn những kỹ năng giao tiếp xã hội và nhận thức vào giai đoạn cuối sắp bước sang tuổi vị thành niên có thể bắt đầu suy nghĩ những vấn đề quan trọng tập làm người lớn những rối loạn học tập thường gặp trong lứa tuổi này là kém phát triển khả năng tính toán, nói ngọng, nói lắp, phát âm kém, kỹ năng viết kém. Những em này thường có IQ trung bình, những kỹ năng từng môn yếu, kết quả học tập thường thấp hơn trẻ cùng lứa trung bình là 2 năm. Hành vi nổi loạn ở những những em gặp khó khăn khi phải chịu đựng trách nhiệm về những hậu quả hành động do chúng gây ra thì chúng lại ứng xử không chấp nhận, tạo nên sự nổi loạn gây lo buồn cho người khác. Hầu hết các em nhận ra sai lầm sau khi được chỉ bảo, bị đánh, bị phạt, nhưng có xu hướng tái phát chai lì. Trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý thường hay bị đáng trí và không thể hướng dẫn làm việc gì. Chúng thường hay phá phách và không yên, bồn chồn chạy nhảy thái quá. Bé trai mắc gấp 3 lần bé gái, tăng động trên giảm chú ý có thể do rối loạn trong sự phát triển của hệ thần kinh do nhiều nguyên nhân kể cả yếu tố di truyền. Giải pháp là một phác đồ điều trị hỗn hợp, nhưng chủ yếu là làm việc có hiệu quả với cha mẹ chúng. Tư vấn thay đổi cách dạy dỗ chăm sóc, tăng cường kỷ luật, nghiêm túc và khen thưởng mỗi khi trẻ làm đúng. Rối loạn tâm thần thể chống đối những đứa trẻ này có tính khí thất thường, hoang dã, không vâng lời, hay cãi nhau với người lớn làm phiền lòng mọi người. Chúng thường được xem như những đứa trẻ hư đốn, mất tính cách, vô kỷ luật. Trẻ có thể cũng có thể đáp ứng đối với sự quản lý chặt chẽ của gia đình, thầy cô giáo hoặc bắt chước cách sống cầu thả, vô tổ chức của bố mẹ hay của người thân. Dối loạn ứng xử bao gồm các hành vi, chọc ghẹo người khác, gây gổ, đánh nhau, thô bạo với người khác hoặc xúc vật, đồ dùng, ăn cắp, chấn lột, phá phách, đột nhập vào nhà người khác, bỏ nhà đi. Dối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên 13 đến 18 tuổi. Dậy thì đánh dấu khởi đầu của giai đoạn vị thành niên, một giai đoạn chịu đựng những biến đổi sâu sắc trong các mối quan hệ xã hội và giới tính. Tuổi dậy thì ở bé gái thường sớm hơn 10 đến 14 tuổi, trẻ nam muộn hơn 12 đến 18 tuổi. Các thay đổi về vai trò, tính cách, quan hệ gia đình và xã hội của các em phản ảnh sự trưởng thành của chúng. Hầu hết trẻ vị thành niên vượt qua giai đoạn này mà không có biến động hay rối loạn gì lớn. Tuy nhiên cũng có em rơi vào khủng hoảng. Những thay đổi hormone giới tính, hoạt động tình dục hoặc bị lạm dụng tình dục có vai trò tạo nên sự khủng hoảng các rối loạn như rối loạn cảm xúc cũng thường khởi phát ở cuối giai đoạn vị thành niên cần được lưu ý phát hiện sớm điều trị kịp thời hiệu quả cũng có tác dụng khỏi bệnh ngăn ngừa sa sút